trăm phần nữa. Nghe ơi, dạ, con ra thêm đi con. Hết rồi. Chạy đi mua con tiền nè con. Năm ký. Bên cái bên này đặt quá cho mình mua mình xài nè. Kêu bán. Còn không kêu nó bán cho thầy mấy bao 5 ký cho thầy. Mẹ đi về gói cho hết luôn. Nhanh. Không đi bộ đi chợ. Bán ký á, bán ký 2 ký à. Mua 1 ký 2 ký về. Đủ rồi. Nước tương này là nước tương cũng ăn nha các bạn, chứ không phải là đồ cho mà ăn cũng được. Đường này tôi cũng ăn, gạo này tôi cũng nấu ăn. Những phần này gọi sao, mình dư chút xíu mình chia bớt mình phải chia. Anh kia ra ngoài đi trực lắm, anh ra đây anh Cường u vô chi nhiều á, u vô nhiều chật chỗ nó được gì, nãy giờ không u. Đồ ăn không có bước qua nha các bạn.
đồ của người ta ăn. Quá đồ ăn đưa cho thầy cho ăn lại. Dầu này dầu đậu nành nha. Một phần quà là một chai nước tương, một chai dầu ăn, nửa ký đường, 5 ký gạo và tỉnh mắm. Cái kia đi con. Hai chặt, ờ, chi nó không giống mưa hẳn luôn. Bỏ đôi tương được trước. Đọc lại. Chúng ta làm bài. Chúng ta làm bài. Anh Phú, Kỳ Hồ, Phú, Lê, Lô, 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 anh này học trò cũ 17 tuổi học nghề em xuôi giờ về mỗi tiệm nay về thăm thầy nè xuôi cái gơ vô cái trường hợp là phát từ thiện phải vô bu vô làm tuổi đó 17 tuổi hả 17 tuổi mới tuổi ba mấy không chứ học xong xuôi ra cũng làm chủ cũng mở được tiệm làm để lấy là vốn chưa dạ rồi mấy không 17 tuổi hả thầy luôn hả có trả giá không vậy nhỏ hơn sinh niên tuổi mà dạ dạ cãi quan trọng rồi học cái nghề có cái nghề nuôi cái thân là được rồi còn có nghề nuôi thân rồi xong xuôi rồi nghĩ là cũng hơn ông thầy thì mừng cho nó thôi đúng không phù thiền hậu mình thật cái là mình không chào và nếu thí dụ như là vài ngày nữa gạo là sẽ ngày 19 còn 2 ngày nữa mình sẽ phải gạo còn số lượng 100 chai này tôi chỉ phát trong vòng 2 ngày tới 3 ngày để ngày tí thì một ngày hết trơn nhưng mà thí dụ như mà cái này người ta dùng nhiều thì tôi sẽ nhập gì nữa nó cũng rẻ không á thì sao này nhưng mà được cái là sao cũng thầy á bớt được chút xíu đúng không bớt chút xíu để cho nó chia sẻ chút xíu bớt đường đi đây nè đợt trước là mình mới phát cái tay 3 ngày hôm nay là mình phát cái phát ngày 19 tháng 3 năm 17 ngày mai bắt đầu những phần gạo này sẽ phát đúng người chứ không phát lung tung có nghĩa là khi bạn đi phát bạn phải phát đúng người bạn phát sai một chút xíu thì giống như mình quăng đồ vào cửa sổ gạo dầu ăn đường nước mắm nước tương phải phát đúng người những người nào có nhà có biết thì mới nhận được còn những người nào không có nhà không biết thì nhận phần ăn thì rất đơn giản mì gói người ta kinh doanh người ta mấy mùa này mấy con thạch sùng nó kinh doanh là gạo nè đúng không mì gói nè đừng kinh doanh nữa người nghèo người lớn các bạn rồi mới cứ sợ cứ chạy đi mua cứ sợ cứ đi tìm kiếm tích chữ rồi mấy người đầu cơ người ta mới tăng lên bình thường một gói mì á nó chỉ 5.000 3.000 phải không 3.000 không 3.000 nay lên 7.000 muốn có lý do tại sao chính bản thân mình tự động hại nha tự động sợ cái đầu cơ lên đâm ra mấy người đầu cơ nó tăng giá lên một gói mì ngày xưa người ta đói bụng người ta có thể nấu gói mì ta ăn được còn giờ tăng lên cái thành một gói mua thành thành hai gói 3.000 giờ 7.000 tự nhiên 7.000 gói là tăng gấp đôi rồi tùy duyên có người sẽ nhận cái này có người sẽ nhận cái kia ngày 17 không ta? Dạ dạ. Thì là chiều là ngày mai đi phát phiếu là vừa đó. Chiều là ngày mai phát phiếu là cho người ta mốt ta nhận. Ngày 19 thôi. 19 tháng 3 nhận. Cho mua bịch bự dưới tay. Nó nhỏ thôi. Cái chén cúc một chén nhanh
Đừng gáy ba với cho ta. Mày nói nhiều quá. Nha, cái giọng cứ nói khó nghe cũng phải nấu. Chữ thề này chữ tặng với không bán nha các bạn. Chữ ta nghe rõ. Chào tất cả các bạn, xin lấy chim nha. Chết rồi Viên ơi. Viên, mày không bấm nút. Bấm mà hả? Này 10 phút mà không bấm. Cái này cái video cái trước hơi cái ăn. Mười phút là ăn qua. Muốn cái đi. Hồi nãy thì bấm tác là không có. Quay chuyện. 17 phút rồi bấm lên tác nữa. Đây nè. Đây nè. Nãy dai nè. Bây giờ đưa xỉu qua nè. Có vì đeo cái đòn quay tờ sẽ lái là mười mấy phút ở ngoài đi qua đi luôn. Dốc luôn, tóc bể luôn. Dạo luôn á. Mày khóa. Nếu mà bể, nó xịt nước ở đâu. Quá quá. Không, cái nắp này nó không có kín. Gì? Cái nắp của cái chai đó hả? Nó không có kín. Sao mà nó lên nhanh hết ta? Mấy ký, 10 ký. Anh đang sợ ha. Alo. Rồi. Hỏi giá nè. Hỏi nha. Mình tâm hơn mình chưa rút kinh nghiệm nữa chứ giờ giá chi em. Cái gì thì phải tới tiền. Hai tay, còn ví dụ như này.